cái câu hỏi là thầy có cái cách hướng dẫn nào cho một cặp vợ chồng đã sống với nhau 50 năm rồi mà người vợ lúc nào cũng chỉ biết phục tùng người chồng và không bao giờ có ý kiến khác. Ông chồng nói gì, bà vợ cũng yes. Và lý do là vì bà vợ không muốn có những sự cãi vã trong gia đình. Vậy thầy nghĩ gì? Chuyện của hai người mà hỏi em nghĩ cái gì? Nghĩ cái gì đi nữa thì cũng sống với nhau 50 năm rồi, còn gì nữa mà nghĩ? Nếu mà có là chuẩn bị đi nghỉ ngơi á. Nhiều khi trong cuộc sống á, mình có một người chồng hay một người vợ lúc nào cũng nói dạ nghe lời mình, thôi thì bây giờ mình cứ nhận cái đó đi. Nhưng nếu mình thật sự mình nói tôi không biết là bà ừ mà bà có vui không, nếu mình nghĩ được như vậy mà mình là một người chồng dễ thương thì hãy nhìn lại cái cách giải quyết của mình làm sao để có thể đáp ứng lại một chút gì gọi là món quà cho vợ. Tại vì vợ tặng cho mình món quà là lúc nào cũng yes. Nhưng mà cái cách của mình là đừng có cứ thừa thắng xông lên, mà nếu chúng ta dễ thương là nhìn lại cái cách đối xử, cái cách làm việc, cái cách giải quyết của mình để vợ thật sự yes, mà yes trong tình thương, yes trong vui vẻ, chứ đừng để yes trong sự chịu đựng. Và mình sống được như vậy, Phật gọi là có hiểu mới có thương. Mình thương là mình phải hiểu, mà có đôi khi trong cuộc sống người đó lúc nào cũng làm tốt cho mình, nhưng đừng có chỉ hưởng mà quên nhìn lại. Cái đó nhà Phật gọi là hồi hướng. Hồi là gì? Là quay trở lại. Hướng là mình nhìn về người kia. Trước khi mình nhìn người đó, mình cũng nhìn lại mình. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, hồi hướng nó không phải trong kinh điển, mà hồi hướng là chuyện chúng ta thực tập mỗi ngày ở nhà. Phải nhìn lại mình trước khi mình nói người khác. Người vợ mình lúc nào cũng yes thì mình nhìn lại cái cách giải quyết của mình. Thật sự sự giải quyết này có làm tốt cho cả hai không? Vui vẻ cho cả hai không? Dĩ nhiên chắc chắn là mình không biết, nhưng ít nhất tâm của mình cũng nhẹ nhàng. Mình có nhìn lại cái hành động của mình, cái cách giải quyết của mình, cái sự gọi là quyết định của mình. Thí dụ như vợ đau bụng, xin ở nhà không đi chơi với mình ngày hôm đó. Mình nói ví dụ vậy đi. Không được, bà phải đi với tôi. Bà vợ yes. Đó, cái trường hợp đó yes, mình lên xe mình nghĩ lại coi. Mình bắt vợ đi như vậy, mình có vợ đi nhưng mà đó, bà phục tùng, bà vẫn thay đồ bà đi. Nhưng mà cái cách quyết định của mình đó, nó có đủ cái tình thương, nó có đủ cái sự gọi là nồng ấm, hay là mình nói thôi mình biết mình nói ra là bà sẽ yes. Thôi bữa nay bà không có khỏe thôi ở nhà đi, để tôi đi cũng được. Bà cũng yes luôn. Nhưng mà cái yes này, oh yeah. Hiểu ý không? Chứ đừng có bao giờ mình cứ yes mà để cho cái người đó cứ phải chấp nhận cái yes của mình. Thành ra cái này gọi là gì? Có qua có lại. Cái người đó người ta lúc nào cũng tặng cho mình, nhưng mà mình đừng có hưởng không, đôi khi cũng phải nhìn lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, các thầy đi học, không có thầy nào được giữ tiền, không ai được nhận tiền ngày thường hết. Nhưng mà lâu lâu Pháp Hòa cho 5 đồng, 10 đồng bỏ túi đi học. Có nhiều chú nói con không có cần tiền, con không có xài. Vậy sao con khoe ngày nào cũng có bánh kẹo ăn, bạn con mua cho con. Pháp Hòa mới nói đúng đó, bạn con mua cho con. Nhưng ở đời sống đừng chỉ có biết hưởng của người ta mà không biết đãi người ta lại. Thầy cho con 5 đồng, 10 đồng, mai mốt con dẫn bạn con mua kem cho bạn con ăn, con mua bánh cho lại cho ăn, sống vậy mới lâu bền. Thôi qua vậy mấy thầy vậy đó. Tức là mặc dù bạn không có bao giờ đòi hỏi lại, nhưng mình biết được bạn của mấy thầy, đãi mấy thầy, thì Pháp Hòa cho mấy thầy lâu lâu 5, 10 đồng, con phải đãi bạn của con trở lại. Pháp Hòa dạy mấy thầy sống vậy. Còn nói về sống nhớ ơn,
Hồi nhỏ mấy thầy về chùa, Phật tử thương, người cho vớ cho giày suốt năm, cuối năm Pháp Hòa cho tiền mỗi thầy 50 đồng. Bây giờ tụi con suy nghĩ đi, trong năm qua bác nào, cô nào, chú nào hay về chùa tặng quà cáp cho mình nhất, suy nghĩ mấy vị đó rồi viết tên ra. Rồi tụi con Christmas, cái mùa Noel á, chở đi vô shopping một ngày, đi mua quà cho các vị đó, và món quà đó không được quá 10 đồng. Tại vì thầy chỉ muốn tụi con sống phải biết ơn, chứ không phải là vấn đề món quà. Các bác Phật tử cho các con vô điều kiện, nhưng ở đời sống phải biết ơn và thể hiện sự biết ơn của mình vào những dịp lễ. Cho nên cuối năm nhớ những Phật tử đó, mua một món quà 10 đồng, nghĩa là không được hơn 10 đồng, rồi đem tới tặng cho bác đó với cái lời cảm ơn là: con cảm ơn bác đã giúp đỡ tụi con, thương tụi con trong một năm qua. Hồi nhỏ các thầy ở chùa Pháp Hòa dạy như vậy. Cho nên sống là mình không có chỉ có nhận, mà mình quên đi cái sự chỉ có cái nhận, mà mình không có cái hồi hướng, cái chia sẻ. Vậy thì mình ăn cơm có công đức gì mà mình hồi hướng? Nếu mà mình ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, thì ngay giây phút đó là có công đức rồi. Trong này có một câu hỏi nè: tại sao phải ăn cơm im lặng? Người ta nấu cho mình á, người ta để hết tâm người ta vào đó. Canh chua là phải nêm ra cho ra hồn canh chua. Món kho là phải ra món kho, món chả là ra món chả. Người ta đem hết tâm người ta vào từng món ăn. Mình chỉ việc xới cơm ăn thôi, mà ăn trong quên lãng, ăn không trân trọng, ăn không trân quý. Có phải là người ta đối với mình mà mình không đáp không? Nếu người ta không thương mình, người ta nấu đại, chặt khúc, nấu nhừ, ăn không ăn thôi. Tu hành mà còn đòi hỏi. Thí dụ vậy đó. Nhưng mà người ta làm hết lòng, vậy mà mình vẫn chưa vừa lòng là sao? Ngày nào ăn cơm: thưa quý vị, ai còn đói xin ăn thêm. Ban hành đường không dám múc nhiều, tại vì múc nhiều sẽ xin chén xớt, cho nên làm cái dĩa nó vừa vừa thôi. Mà kêu 5 lần 7 lượt ăn thêm, người ta đem lên cho. Ngại ngùng cắn móng tay không ăn, rồi tối lên rên: trời, ăn không đủ. Có phải kỳ cục không? Rồi người ta lo cho ăn, mình không ăn bao nhiêu thì mình xớt. Đi tu mà cho ăn kiểu này mập thay. Ủa, em có nhét vô đâu? Em chỉ cúng thôi mà. Mình đem lên một bàn, ăn được cái gì thì ăn. Quý vị nghĩ đi, bao nhiêu đó thôi, mình thấy mình có công đức chưa? Mình đặt cái mục tiêu của mình đến đây là cái gì? Tại sao mình lại có những cái lắc nhắc đó, nó làm bận lòng mình như vậy? Đụng là phải chạm, chung là phải đụng. Vì vậy mà coi là đại chúng. Đại chúng là đụng trái. Nhưng mà mình đụng mà không cháy thì mình mới là anh hùng. Mình mới được cái hỏa quang tam muội. Tam muội là gì? Là chánh định, thân đâu tâm đó. Trong này cũng có một câu hỏi này: chánh định là gì? Tam muội là gì? Tam muội là khi nào mình đủ khả năng sống ở đây giây phút này, thân và tâm một chỗ. Vậy thì thân mình nói là mình cái nói với mọi người, quảng cáo với mọi người cả mấy tháng trước kìa: tôi đi tu, anh ở nhà nhớ coi chừng con nghe, em đi tu.
Em ở nhà ngồi nhớ coi nhà cho anh đi tu, nhưng mà vô đây không biết tu gì, phiền người này trách người kia, rốt cuộc hốt toàn là lá cây rừng gì đi về. Châu báu chất đầy thế giới. Tôi đem tặng bạn sáng nay một vốc kim cương sáng chói, long lanh suốt cả đêm ngày, mỗi phút mỗi viên ngọc quý, tốn thâu đất nước trời mấy. Chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Mình giận người đó quá, nhưng mình tự nói với mình đi tu. Đi ra ngoài mở cái cửa sổ ra, hít một không khí thật trong lành, thở cái bì. Đó, chỉ cần một hơi thở nhẹ là bao phép lạ hiện bày. Cục giận nó văng ra ngoài rồi. Chim hót thông reo hoa nở, trời xanh mây trắng là đây. Biết bao nhiêu cái đẹp, cái hay mà mình không hưởng, cứ đi hưởng gì không à. Thành thử ra đó không có phải là lá rầy gì nha, tội em. Em chỉ để rồi mình thấy đó là tại sao các thầy đi xuất gia làm việc đạo mà bao nhiêu những cái khó khăn mà vẫn không chùng lòng, không nản chí, là tại vì có tư duy, có quán chiếu và có chánh định. Chánh định không phải ngồi trên bồ đoàn. Chánh định là mình thấu đáo được mọi việc. Mình thấu được cả lý, cả sự, cả tánh, cả tướng, cả xưa, cả nay, cả người, cả ta. Nếu mà mình biết rằng cái người đó làm như vậy đó, mà không chừng nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, chắc mình cũng sẽ xử như vậy. Tự nhiên mình nhẹ lòng liền. Không chừng mình còn tệ hơn người đó nữa đó. Bây giờ tại không phải chuyện của mình, cái mình thấy sao cái người đó thế này thế kia. Chứ nếu người đó chạm tới mình đó, bằng chứng là thỉnh thoảng người ta khoe, trời ơi, bữa đó cái người đó nó đi ngang, nó nói móc tôi một câu mà tôi nhịn, trời ơi, gặp tôi là nó chết. Thấy không? Thật sự là mình thấy là người ta nói câu đó, mình nói một câu anh hùng để chứng tỏ cái tâm tu của mình. Quý vị đừng nghĩ rằng đi tu là sung sướng, không có sướng gì hết trơn. Làm dâu nhiều má chồng lắm. Đi tu là làm dâu trong họ. Cho nên mình ăn cơm im lặng để làm gì? Để có cái cơ hội mình chân quý. Nếu mình nói cho mình là thưởng thức, người ta nấu món gì mình thưởng thức món đó. Còn cái thứ hai là thấy được biết bao nhiêu công lao. Cho nên thật sự thưa đại chúng, nội cái năm cái lời quán nguyện đó, Thông Hoài nhớ có một năm trong khóa tu đó, lúc đó cái đơm á, tức là cái kho số 4 bây giờ đó, làm bây giờ làm ở nhà kho đó, cái năm đó là cái đó, đó là cái nhà ăn đó. Cái nhà ăn á, lúc đó khóa tu lên 200 mấy người. Rồi cái chú Phật tử kia mới thấy không có chỗ ăn, chú mới lên mạng chú mua cái bon giống vậy đó, nó bán rẻ. Rồi chú mua cái đó về, tới hồi mở ra không có con ốc nào hết trơn, toàn nhôm không. Rồi cuối cùng quý vị biết không, phải đi nhờ một vị Phật tử làm ra 5.000 con ốc để vít vặn cái đơm đó lại, để mà cho kịp một khóa tu mùa hè. Trời ơi, phút đó mà nhớ ha, mấy bác, mấy cô, bất cứ lớn nhỏ già trẻ gì, cuối tuần là chạy lên làm. Tại lúc đó tu viện chưa có gì hết. Quý vị biết có một năm Pháp Hòa khóc một buổi trưa là vì tới giờ ăn cơm rồi mà điện cứ bị gì, điện yếu quá, nấu cơm nó nhả ra, tới giờ nấu cơm mở ra sống hết, mấy trăm người đứng xếp hàng không có cơm ăn. Trời ơi, lúc đó thiệt tình đó, mình có tóc mình cũng bứt nữa. Tại ta kêu khổ bứt tóc. Rờ lên không có tóc bứt. Mình là cái người đứng ra tổ chức, mình lo cho đại chúng, mà giây phút tới giờ ăn mà đại chúng không có cơm ăn, cầm cái bát mình đi ngang mắt mặt muốn chết. Xấu hổ. Đi lại từng vị, thôi đại chúng ăn đỡ gỏi đu đủ. Gỏi đu đủ là gỏi gì thầy? Đu nhiều cũng đủ.
Cho nên cái năm đó quý vị thiếu điện, cuối cùng phải làm thêm mấy cột đèn, mà một cột đèn là một cái đồng hồ. Tây Thiên giờ ba cái đồng hồ điện mới đủ cung ứng. Quý vị thấy điện. Cho nên là bây giờ mà nội cái trong cái nhà bếp hiện tại là bây giờ mà ghim mà hai cái lò cơm thôi là nhả cù chì rồi. Và có nhiều khi cái bình nước nóng nó bị tắt hồi nào mình không hay, là vì nó nhả điện. Rồi quý vị biết không, có một cái năm khóa tu mà nó nghẹt cầu. Rồi người thì thầy ơi giấy đi cầu đâu thầy. Trời ơi, Pháp Hòa thấy một cái đứa nhỏ nó mới sanh đó, má nó đẩy nó đi lên chùa đi tu. Pháp Hòa nói trời ơi, tôi ước gì giờ này tôi là nó. Tôi được ngồi trong cái nôi đó, ta đẩy tôi đi chơi. Mình ăn cơm im lặng là vậy đó. Đừng có ăn với cái phone, đừng có ăn với cái điện thoại, đừng có ăn với tờ báo, đừng có ăn với tivi. Tại vì như vậy không có gọi là thưởng thức. Thưởng thức là mình phải thưởng thức. Ở chùa có một thầy, thầy ăn gì mà ngon là nhìn biết liền à. Enjoy, nhắm mắt. Mỗi lần mà cái gì mà ngon là mà đây nè nè, để ý nghe, sẽ có người sắp nhắm mắt lắc nữa đó. Nhắm mắt vui lắm. Nhiều khi Pháp Hòa ngồi trên đầu bàn, Pháp Hòa nhìn đại chúng ăn cơm rất là hạnh phúc. Được ngồi ăn cơm với đại chúng, được nhìn thấy cái nét mặt, cái cách ăn của mỗi người. Quý vị tập đi. Mình ăn cơm, mình có vợ, mình có con, mình một nhà ngồi ăn cơm với nhau. Một nhà sum họp sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng. Bốn bề gió mát mênh mông, triều dân hôm sớm, mây lòng trước sau. Nạn xưa trút sạch lào lào. Đó là những câu trong truyện Kiều để diễn tả cái cảnh hạnh phúc. Đơn giản thôi. Một nhà sum họp sớm trưa. Quý vị có thấy mấy ngày nay mình là một nhà sum họp sớm trưa không? Thế giới bên ngoài mình không biết. Không biết xe cộ của ai, đi cái gì hết không? Vô đây là không có convenience store. Ở chỗ nào bán xương gâm, chỗ nào bán kem, không có. Có ai mà vô đây là quên hết ngày tháng, không biết ngày thứ mấy luôn á. Quý vị có thấy là cõi cực lạc không? Cực lạc là cái gì? Ngược chứ cực khổ. Ngủ thẳng cẳng, khỏi cần để đồng hồ, đúng 5 giờ có người báo thức. Cực lạc chưa? Rồi đã sắp sửa tới giờ tụng kinh ngồi thiền, có người lắc chuông báo tiếp. Tới giờ ăn, thậm chí có nhiều bữa chỉ ngồi xuống thôi là có thức ăn liền. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng mình trở về, mình nhận diện. Tu là gì? Là một sự trở về. Tu là trở về. Trở về đâu? Trở về với con người thật của mình, với những gì đang xảy ra đó. Gia đình mình đang hạnh phúc ăn cơm, sao mình không trân quý? Có cái cô đó, cụ cứ nói với Pháp Hòa, thầy có cách nào, kinh gì thầy tụng cho ông chồng con bớt nói không? Nếu mà có cái kinh đó là em tụng là em khỏi nói luôn. Pháp Hòa mới nói vậy nè, bây giờ Pháp Hòa chỉ cho cô cách quán. Cô nói thôi kệ, ông nói, ít ra ông nói mà mình còn hiểu ông muốn cái gì. Chứ mình thấy có nhiều cái cảnh đó, người ta bị bệnh đó, người ta bị stroke đó, rồi người ta không nói được. Trời ơi, phải cố gắng hiểu người kia muốn nói cái gì, muốn chết luôn. Muốn gì nói đi, nói đi. Muốn vậy không? Giờ ông muốn gì ông nói cái tẹt là xong à. Không lẽ giờ mình muốn, mà muốn mà ông nằm đó, ông muốn gì, không muốn gì. Hai tuần lễ sau của phan cô cảm ơn quá trời luôn. Trời ơi, từ ngày thầy chỉ con quán, giờ ông nói thì nói con phải ru à. Quán là cái gì? Trong này cũng có câu hỏi nè. Thầy kêu quán, quán cái gì? Quán gà. Quán là mình nhìn lại, mình nhìn sâu mọi sự việc thôi.
Mình tư duy sâu sắc thì tự nhiên mình thấy ra có vấn đề. Cũng giống như mình có một cái nùi chỉ vậy đó, mà mình càng quýnh quán, mình càng muốn gỡ ra thì cái nùi chỉ đó càng rối. Bây giờ mình định tâm lại, mình tìm từ từ cái mối, tìm ra được cái mối là tháo ra được. Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm vậy đó, mở được một cái gút là tất cả các cái gút khác được mở. Cho nên nó có nhiều vị trong khóa tu hay lên gặp Pháp Hòa rồi nói chuyện, Pháp Hòa nói tập đi, tư duy và sống positive, tích cực, cứ nhìn mọi thứ nó tích cực. Kệ đi, ai gì nói, nhưng mà ta tới tu là được rồi. Ta tu không được mặt này, ta tu mặt khác. Mình nên mở lòng như vậy để mình tiếp nhận được các bạn đồng tu của mình, và như người ta đã tiếp nhận mình. Chắc gì mình perfect không? Quý vị biết Pháp Hòa bày cho đại chúng lặt rau. Nếu mình nhìn tổng thể một cọng rau, rau này hư rồi bỏ đi, là rốt cuộc không có cọng rau nào ăn hết. Cầm cọng rau lên, lá nào héo thì mình bỏ, lá nào tốt thì mình giữ. Tại vì cái thời buổi khó khăn, rau cỏ rất là mắc, đồ ăn, thức ăn rất mắc, không có thể phí. Nhưng mà thật sự cho dù rẻ đi nữa cũng đâu ai làm vậy đâu. Kêu là lặt rau mà, thì cái nào héo mình bỏ. Mình tu cũng vậy, mình thấy cái nào mình dở bỏ, cái nào tốt lấy. Mình tập nhìn người cũng như thế, cái nào người ta chưa hay đừng quan tâm, cái nào người ta hay mình nên thu nhận. Được như vậy mới mong được có một chén canh rau ăn. Và được như vậy ít nhất không chừng cuối đời có vài người bạn. Còn ai mình cũng nhìn tổng thể thấy ớn lắm là mình dục hết trơn, rốt cuộc không có một người bạn nào hết. Quý vị nhìn coi trong cuộc đời này ai mà không có những cái khó khăn, ai mà không có cái dở. Mà cái dở người nào mình cũng dục hết thì mình sẽ không có bạn. Như vậy gọi là quán chứ gì đâu. Quán là mình tư duy, mình nhìn sâu sắc, mình nhìn nhiều khía cạnh để mình hiểu ra một vấn đề. Đức Phật á, nếu không có quán chúng sanh như thế thì Ngài không bao giờ thành Phật và thương chúng sanh triệt để như vậy. Có những chúng sanh người ta còn muốn có khỏe mạnh, có quan chức, có sự nghiệp. Nhưng mà nếu Đức Phật quan niệm rằng đời là vô thường, của có rồi mất. Nếu mà theo quan niệm vậy, Phật đâu có dạy mình những bản kinh như là kinh Dược Sư làm chi. Nhưng mà Phật hiểu được cái khía cạnh đó của chúng sanh. Bây giờ các anh muốn làm giàu không? Tôi dạy cho các anh làm giàu trong chánh pháp. Các anh muốn khỏe mạnh không? Chỉ cho họ khỏe mạnh trong chánh pháp. Ví dụ như kinh Dược Sư nè, người nào muốn khỏe mạnh an vui, thọ trì bát quan trai giới, mỗi ngày tụng Dược Sư, tụng kinh vân vân. Đại chúng cứ nghĩ đi, người ta làm vậy đó mà trong cái giây phút đó người ta không có tạo nghiệp xấu, vậy có phải người ta an không? Phải không? An chứ gì nữa. Mình lại sám hối hì hụp vậy đó, biết tội không? Hết không biết. Nhưng mà mình đã thể hiện cái tâm lành của mình trong giây phút đó, khởi lên cái tâm hối hận, ăn năn những điều sai lầm con làm, và nương vào những cái lời sám hối của chư tổ để tiến tu. Giây phút đó đã cải thiện rồi, mình đã thay đổi được cái cách sống buông lung của mình. Ít nhất cũng có một giờ biết hướng tâm về cõi thiện. Pháp Hoài xưa chia sẻ câu tại sao mình phải ăn cơm im lặng. Mình nghĩ đi, mình ăn mình nói mình đâu có thưởng thức được cái gì đâu, mà nhiều khi còn bị gì nữa, bị nghẹt cơm rồi bị sặc nữa, còn ăn nhai kỹ, ăn đàng hoàng đó. Nhiều khi có những cái món người ta làm xin phép đại chúng, nhiều lúc ta lấy tăm sỉa răng ta ghim vô, cứ nhắm mắt nhắm mũi ăn dính cái cọng ta, nó bị thương cái nú răng vân vân,
Mình ăn mình phải, Phật dạy mình nhìn vô đó, giống như mình nhìn cái bước chân. Sáng thức dậy đi nhìn xuống, nhìn xuống đất để làm gì? Để mình biết chỗ nào lồi lõm trơn trượt đừng đi, chỗ nào lành lặn thì mình đi. Cho nên bây giờ thí dụ ban ngày nè là quý vị đi quý vị khỏi lo, nhưng mà ban đêm quý vị bước ra cái là tâm mình để ý xuống đây, phải vậy không? Thì Pháp Hòa hay lấy cái đó làm ví dụ. Cuộc sống mình thỉnh thoảng có những khó khăn đó, thì giống như trong một đêm tối vậy đó, mình bước ra là mình phải cẩn thận mọi cái cử chỉ, mọi cái bước chân của mình. Ở trong này có câu là dạ thưa thầy, từ bi sinh trí tuệ, vậy không từ bi là người vô trí. Làm sao giúp người không có trí được lòng từ bi? Thật ra không phải cái này sanh cái kia, nói thì nói vậy đó, nhưng mà thật sự là nó tương dung với nhau. Người có trí thì mới thấy được ai khổ mới thương, và họ cần cái gì mình đưa cái sự giúp đỡ của mình tới đúng lúc. Vậy thì trong từ bi đã có trí tuệ. Và nếu mà không có trí tuệ thì đâu có biết nhận diện cái gì để thương, để giúp. Cho nên cái này gọi là hai cái nó hỗ tương cho nhau. Thật ra mình sẵn có từ bi và hiểu biết. Cho nên là cái chuông là tượng trưng cho từ bi, cái trống là tượng trưng cho trí tuệ. Mỗi lần lễ lớn là thỉnh lên, thỉnh chuông trống lên, là muốn đem cái hòa quyện trong cái cuộc sống này với hai cái bản chất của đạo Phật, đó là từ bi và trí tuệ. Cho các vị quy y nam tuệ nữ từ là vậy đó. Từ bi và trí tuệ là bản chất của đạo Phật. Hay nói cách khác, từ bi trí tuệ là bản chất của đời sống. Và nói gần nữa là gì? Từ bi là nước, trí tuệ là nắng. Cái cây nó không thể sống chỉ nhờ nước mà không có nắng, và ngược lại nó cũng không thể nào sống nhờ nắng mà không có nước. Có nắng có nước cũng như từ bi trí tuệ, cái cây nó sống vậy. Không phải mình ăn cơm im lặng không đâu, về phòng cũng im lặng, mình đi ra ngoài cũng im lặng. Im lặng để làm gì? Để mình tận hưởng được một cái không gian hùng tráng. Quý vị tập đi rồi quý vị sẽ nhận diện được những gì Pháp Hòa nói. Pháp Hòa rất là thích đó, ở trong một cái đạo tràng hàng ngàn người mà không một tiếng ồn, tự nhiên mình thấy cái năng lực nó hùng hậu lắm. Đông người mà ồn thì này là chuyện bình thường phải không? Đông người mà ồn là chuyện bình thường, ít người mà vẫn ồn là bất thường, mà đông người mà im lặng là phi thường. Đông người mà mình giữ được im lặng, tự nhiên ai cũng ngồi thở niệm Phật, nó toát ra được cái năng lực. Mà cái đó chỉ khi nào mình sống được với nó, mình mới cảm nhận được thôi. Quý vị không cảm nhận được đâu, nếu mà mình thật sự không im lặng và mình tận hưởng được cái năng lượng của đại chúng. Có những lúc đi vô trong trai đường khóa tu mùa hè 1000 người, và quý vị biết là mình xếp hàng từ cái liều trắng hồi nãy đó đi ra tới tận cái chỗ đài Quan Âm này, đi hàng hàng, cái hình ảnh nó đẹp mà đi trong im lặng, đi vào trong trai đường im lặng, rồi đi vào trong đó mọi người theo thứ lớp ngồi im lặng suốt cái buổi lấy thức ăn cho tới khi bắt đầu ăn. Tự nhiên cái không gian nó đẹp mà nó có sức mạnh ghê lắm. Cho nên á, mình phải hiểu được cái đó, mình sống được với mình mới cảm nhận được. Cho nên không phải chỉ im lặng ăn cơm đâu đâu. Hai người chung phòng mà cứ nói suốt đêm là chuyện bình thường, còn nói luôn giờ người ta ngủ nó là bất thường. Mình làm sao mà mình ngưng đúng lúc để thể hiện được cái năng lượng, cái chánh niệm thực tập của mình. Giờ nào là ngưng, giờ nào mình bấm máy. Mình làm việc ở trong mấy cái hãng tiện có giờ phải tắt máy chứ, sáng ra mới mở máy trở lại chứ. Máy mà mở hoài nó hết nhớt á. Nói nhiều thì hao khí,
phải không? Nghĩ nhiều là hao thần. Và con người là thần khí, phải dưỡng. Mà suy nghĩ nhiều là hao thần, mà nói nhiều thì tổn khí. Mà thần khí mà tổn hết rồi còn gì nữa vậy? Vậy thì mình tu tập là để dưỡng thần, dưỡng khí. Cho nên kêu tịnh dưỡng là vậy đó. Đừng lo nghĩ gì nữa hết, thả lỏng người ra, tịnh dưỡng. Có tịnh mới có dưỡng. Xin Thầy Quan Hỷ giải thích thêm bốn câu trì tụng. Bốn loài sinh lên đất tịnh, ba cõi thác hóa tòa sen. Hằng sa ngã quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình lên thập địa. Câu này chắc mới tụng hồi trong cái nghi thức Phong Sơn cúng thí thực á. Bốn loài sinh lên đất tịnh, bài này là một cái bài tán tụng và để cầu nguyện cho các loài. Bốn loài là gì? Chúng sanh mình có bốn loài sống chung. Loài sanh trong bào thai như con người, con mèo, con chó, đó là loài thai sinh. Rồi loài sinh trong loài trứng như con chim, con gà, con vịt, đó là noãn sinh. Rồi những loài sinh từ những cái chỗ ẩm ướt như con lăng quăng, con muỗi, con sâu, đó là hóa sinh, thấp sinh, đó là thấp sinh. Còn con từ con muỗi nó biến thành con khác. Hay là mình cõi này đi lên cõi cực lạc nở trong hoa sen, đó là hóa sinh. Không có phải do thai mà cũng phải do trứng mà cũng phải do dưới đất, mà là mình hóa sinh. Từ cõi này mình hóa sinh cõi khác. Đó là bốn loài. Chúng sanh có loài sanh bằng trứng, có loài sanh từ ẩm thấp, có loài sanh từ biến hóa, có loài sinh từ thai. Mình cầu nguyện cho bốn loài này đều được đi lên cái chỗ tịnh hết, gọi là bốn loài sinh lên đất tịnh. Ba cõi là gì? Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Ví dụ như cõi người mình là thuộc về cõi gì? Cõi dục. Mà trong cõi dục nó cũng có sắc. Và gần gũi hơn là nhiều khi á, mình vừa thấy sắc mình sanh lòng ham muốn, nhưng sau đó mình suy nghĩ rằng mình không có vừa với cái này. Thí dụ như người tu, người xuất gia, thí dụ vậy đi, đi ngang thấy cái đồng hồ mắc tiền, thích, thấy sắc khởi tâm thích, nhưng mà sau đó mình suy nghĩ, mình nói mình đeo cái này vô chúng chửi chết. Mà thật sự cũng không có tiền để mua thôi, nghĩ tới nó làm chi. Từ cái cõi sắc, cõi dục, nghĩ được cái chỗ đó là cõi vô sắc liền. Đại Pháp Hòa nói đơn giản đó, chứ còn mà phân tích cõi này cõi kia quý vị khó nhận diện lắm. Đem ba cõi đó ra ngay trong đời sống của mình. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy mấy thầy vậy. Pháp Hòa hỏi con đi ngang tiệm burger con có thèm không? Dạ chút chút. Nói thật rồi đó. Nói thật nghĩa là còn thèm chút chút. Nhưng mà đồ chay cũng ngon giống nhau phải không con? Dạ. Không cần nghĩ, khởi thôi, nhưng không chạy theo nó. Mình đồ chay mình vẫn có những cái nó ngon như vậy, bổ dưỡng như vậy. Cái chuyện mà mình chúng sanh mà khỏi, mình khởi dục khỏi sắc là chuyện bình thường. Nhưng mình biết quán chiếu để nó tan biến, nó không còn là cái biết điều, cái gì quan trọng của mình nữa cả. Đại Pháp Hòa dạy mấy thầy cái cách đơn giản nhất quán chiếu về ba cõi, chứ không có nói chuyện xa xôi gì. Cõi sắc, cõi dục, cõi vô sắc. Ba cõi thác hóa tòa sen. Tại vì mình sống trong cái đó đó, là mình còn nhiễm, cõi dục cũng nhiễm, cõi sắc cũng nhiễm, phải không? Cho nên khi nào mình không còn nhiễm cái đó thì mình ở trong hoa sen. Hoa sen là tượng trưng cho một loài hoa không nhiễm, giữa hai cái hình ảnh nhiễm và không nhiễm. Hằng sa ngã quỷ chứng tâm hiền. Chữ ngã nghĩa là đói, chứ không phải ngã nha. Nhiều chỗ in chữ ngã không đúng. Chữ ngã, ngã là đói. Quỷ đói gọi là ngã quỷ. Các loài quỷ đói này chứng được ba quả của bậc hiền. Tại vì ngày xưa trong kinh Phật là mình tu chứng có những bậc hiền và bậc thánh. Hiền là gì? Đơn giản là người đang tu. Thánh là người đã đạt. Vậy thì người đang tu có ba bậc.
thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, gọi là tam hiền. 30. Thí dụ như tâm mình, cái tâm của mình vững chắc, nuôi dưỡng được tâm vững chắc, không lay động trước mọi cảnh, đó là tâm trụ đó. Và nếu mà nói về tâm trụ là nó có những cái, thí dụ như khi mình đã phát tâm tu thì mình phải trụ vô cái tâm đó, gọi là phát tâm trụ. Cho nên kêu thập trụ mà. Thập trụ nghĩa là 10 cái tâm nên phát và trụ vào cái tâm đó. Muốn chứng quả phải có cái tâm đó. Ví dụ như một cái tâm gọi là phát tâm trụ, phải trụ vào cái tâm mà mới đầy đầu mình phát đó. Ví dụ như quý vị đi xuất gia đi tu là chỉ muốn cầu an lạc giải thoát thôi. Tự nhiên giờ vô cái người ta bầu mình lên chức hội trưởng thư ký gì đó, rồi mình phải làm, nhưng mà làm thời gian rồi cái mình bị dính vào cái chức đó. Bây giờ là tới sắp sửa tới là lần bầu cử là tìm mọi cách để giữ cái chức đó. Thành thử ra cái tâm mình phát lúc đầu mình không trụ, mà ngược lại mình đi trụ cái tâm danh lợi, cho nên nó làm cho con đường tu hành mình nó không yên. Giờ phải có cái tâm thứ hai là tu hành trụ. Phải qua ví dụ một vài cái tâm vậy đó. Phải có 10 cái tâm để mình trụ được. Phát tâm trụ, tu hành trụ. Rồi đó là thập trụ phải không? Thập hạnh. Người tu phải lập hạnh, phải có những cái cách sống, những cái hoài bão, những cái ước mơ, những cái việc làm của mình, gọi là hạnh. Trong đó có gì? Nhiều ít hạnh. Đây là trong Kinh Hoa Nghiêm không á. Mình phải có cái tâm, cái đời sống hạnh lành mình phải làm lợi cho người khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đời sống hàng ngày của mình á, thí dụ như mình đi tới cái cầu thang, mình để đôi giày đó, mình để đôi giày đó xong cái mình bước lên được mấy nấc rồi, cái mình suy nghĩ lại, mình để dạng lát mấy bác xuống không thấy đường mấy bác té làm sao. Hồi nãy mình ẩu, mình muốn đi lên cho lẹ, giục cái đôi giày đó. Suy nghĩ được như vậy, bước xuống cầu thang trở lại, cầm đôi giày để lên kệ. Đó là nhiêu ít hạnh. Cho nên việc làm gì của mình, lời nói gì của mình, mình phải chắc rằng mình nói và mình làm không làm khổ đau cho người khác bằng cái tối thiểu nhất của mình, chứ không khởi tâm cố ý làm cho họ khổ đau. Có thể trong khi mình làm vô tình cái đó không nói, nhưng mình có thể suy nghĩ tới là bất lợi cho người ta, đừng nên làm. Cái đó là nhiêu ít hạnh. Mình nói một lời nói mà làm tổn thương người khác, dù là lời nói chơi, nhưng nó không chỗ để mình, không phải chỗ để mình nói, cũng không phải là nhiêu ít. Việc làm đó mình không mang lại cái lợi ích cho ai. Rất là nhiều việc như vậy. Ví dụ mình thấy mình cưa mấy khúc gỗ ra nó rớt mấy cây đinh ở chỗ bãi đậu xe, mà mình lười quá mình không chịu nhặt nó lên, mình để đại rồi người ta đậu xe vô cái là bánh xe nó đâm lủng bánh xe người ta. Tại sao một cái việc làm của mình mà không nhiêu ích cho người khác? Mình chỉ phần lợi mình thôi. Cái gì xong việc của mình rồi là bất kể chuyện khác không quan tâm. Không được. Vậy thì bây giờ muốn chứng thánh, tu mấy cái đó trước đi. Chuyện hiền mà làm được thì chuyện thánh đâu có khó. Cho nên tu không có gì xa xôi đâu. Rồi gì nữa? Hoan hỷ hạnh. Vì vậy mà trong chùa nói gì nhờ gì cũng hoan hỷ đó. Bác, con bận quá, lát bác hoan hỷ bác lấy giùm con cái món đó được không? Chị, lát chị đi ngang đó, chị hoan hỷ, chị ghé đón giùm bác kia giùm em được không? Mà người ta hoan hỷ người ta làm, hay là khi người ta nhờ mình hoan hỷ mình làm thì gọi là hoan hỷ hạnh. Làm mà vui vẻ. 11, 12 giờ, 1, 2 giờ sáng đại chúng đi ngủ hết. Nhưng còn có những người còn lục đục ở trong nhà vệ sinh nha. Dọn rác nha, lau nhà nha, chùi bếp chuẩn bị nha. Người ta làm mà không hề có một chút gì phiền hà hết, vui vẻ vô cùng, đó là hoan hỷ hạnh. Và người ta biết rằng việc làm này rất lợi cho mọi người, tại vì làm cho sạch sẽ nhà xí,
để mọi người vào đó không có khó chịu. Đó là nhiêu ít hạnh, phải không? Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nhưng mà đừng thấy tướng chúng sanh nào để mình hồi hướng cả. Cho nên phổ cập ư nhất thiết, nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả, không có phân biệt một người nào. Còn không thì mình nói hướng về cho gia đình con, trừ bà hàng xóm. Thì cái này không phải là phổ cập ư nhất thiết. Cho nên thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng gọi là tam hiền. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền. Tại sao họ thành ngạ quỷ? Bởi vì mình sống bằng cái tâm bỏng sẻn. Tâm bỏng sẻn là cái tâm chỉ muốn hưởng mà không muốn cho. Cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ là cổ nhỏ như kim mà bụng to như trống. Vì chỉ có nuốt vô mà không có cho ra. Cái gì mà vô tai quan rồi là đừng có hòng quan cho lại. Thành thử ra cái bụng nó to. Mà cái bụng của ngạ quỷ thì lại ngược với cái bụng của ông Phật Di Lặc. Cũng hai cái bụng to mà hai cái nó chứa khác nhau. Cho nên ngài Di Lặc được ca ngợi gì? Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cái bụng của ngài to lắm, nhưng mà ngài dung chứa những điều mà người đời không thể chứa. Tại vì người đời không thể nào chứa nhiều được sự tha thứ, thương yêu, thông cảm cả. Mà chứa nhiều sự trách móc, hờn giận, oán ghét. Còn ngài thì khác, cho nên bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Cho nên vì họ làm ngạ quỷ bởi sang tham, cho nên trong cái lời cúng không, nguyện điều no đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy y tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền, vạn loài hữu tình đăng thập địa. Bốn câu thôi mà hướng về các cõi hết. Nào là bốn loài, nào là ba cõi, nào là ngạ quỷ, nào là vạn loài hữu tình. Lên được mười địa hết. Mười địa tức là mười cái quả vị tu chứng. Thập địa có nghĩa ví dụ như là hoan hỷ địa nè, ly cấu địa nè. Mấy ngày nay mình đang ở trong cái cõi đất gọi là không có ly cấu, này là bẩn của tâm. Và để nói cái cõi mình sống, hễ khi nào mà bây giờ quý vị cứ nghĩ khi nào mà cái tâm mình không còn nghĩ tốt nghĩ xấu gì cha, tâm mình an vui hết, hoặc ngược lại mình lúc nào mình cũng nghĩ tốt cho người khác, thì cái tâm đó có phải là tâm ly cấu không? Mà mình sống được, mình có được cái tâm đó mình mừng không? Mừng không? Mừng. Mình nếu mà mình có được cái tâm mà giờ hình như mình bớt giận rồi đó. Hồi đó mình giận nhiều lắm. Lúc này mình bớt nóng nảy đó. Khi nào mình phát hiện ra mình giảm được mấy cái đó đó, nên hoan hỷ mấy chuyện đó. Thôi mà nhớ có một bài kinh Phật dạy có một câu à. Cuối cùng Phật nói các thầy nên hoan hỷ tự vui. Có nghĩa là mỗi ngày mình sống, mình quán chiếu và mình có cái gì mình nên hoan hỷ và tự vui với chính mình. Nhiều khi vui với một mình mà vui nó last long hơn là vui với nhiều mình. Cho nên Tổ Huyền Giác cũng thâm chứng được chỗ đó. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Đi một mình mà không cần phải đông người mà vẫn có được niết bàn của chính mình. Trong Kinh Pháp Cú dạy không? Nếu mà đông người quá, gần bao nhiêu người mà không có cho mình được cái hướng thượng, hướng thiện thì làm sao có kết bạn được. Thà sống một mình, chứ còn đông người mà không hướng tâm được là uổng lắm. Này, cái câu này là nói về tâm muội nãy đó. Dạ thưa thầy, cho con hỏi giới và luật khác hay giống nhau ra sao? Giới khác, luật khác, nhưng mà hai cái nó không rời được. Trước hết giới là gì? Giới tiếng Phạn đọc là sila, mình âm là thi la. Có khi đọc mình dịch nghĩa là điều học, đọc là ba la đề mộc xoa. Giới để làm gì? Để ngăn cản cái tâm làm ác. Ví dụ như không sát sanh,
là giới đó, không giết người đó, không trộm cắp là giới đó, không tà hạnh là giới đó. Vì thì giới để ngăn những cái điều tệ hại, xấu ác. Còn luật là gì? Luật là để nó chi tiết hơn, để nó ngăn những cái giới. Và ai phạm giới thì chiếu theo giới mà lấy luật ra xử. Pháp Hòa ví dụ, người đó vi phạm luật, vi phạm chuyện đi xe vượt đèn đỏ, hay là lái xe quá cây số, rồi bây giờ phải chiếu theo, chiếu họ quá cây số mà quá bao nhiêu cây để phạt bao nhiêu tiền. Rồi có đôi khi phải gì nữa, phải trong luật nhà Phật á, nó có cái hay là vậy nè, khi ai phạm giới thì phải ngồi lại với người đó và coi cái cách thức phạm của họ như thế nào. Họ vô tình, họ cố ý, hoặc là buộc lòng phải làm điều đó. Ví dụ như giờ đường trơn quá, ở đây quý vị nào lái xe mùa đông là sẽ kinh nghiệm chỗ đó. Mình thắng đèn đỏ đó, đường nó trơn quá, nó tuốt cái xe mình lên luôn. Mà hễ mình càng đạp thắng á, là cái xe mình nó quay. Cho nên trường hợp những vị lái xe xứ mùa đông này á, là đạp xe mà đạp thắng mà thấy xe mà nó trơn trơn là thả ra để cho cái xe nó đi tới. Nó vượt đèn đỏ còn hơn nó quay nó đụng mấy chiếc xe xung quanh. Rồi vừa lao tới là bị chụp hình chạy đèn. Nhưng mà ở đây người ta phải, người ta muốn đâu, thì có thể lên trên City Hall giải thích được bớt 35%. Anh vẫn phải bị phạt nhưng anh được bớt vì có sự giải thích. Luật á, được dịch là điều phục. Luật là luật lệ, là điều phục. Nhưng mà nhờ cái luật á, nó ngăn cái người phạm giới. Đó, ví dụ như là lái xe quá cây số bị phạt nè, vượt đèn đỏ bị phạt nè. Để chi? Để ngăn ngừa những người vượt đèn đỏ có thể đụng chết người, gây những tai nạn nguy hiểm. Cho nên giới là những cái điều mà ngăn chặn, ngăn ngừa những cái tội lỗi. Và các ngài dịch đơn giản là phòng phi chỉ ác. Thật ra chữ giới có nhiều lắm chữ để mà giải thích. Còn luật là những cái điều để mà nó điều phục cái tâm mình. Pháp Hòa ví dụ như quý vị học thuộc mấy bài kệ đó, trong nhà Phật gọi cái đó là tỳ ni đó. Tỳ ni là gì? Là những cái sợi dây nó điều phục cái tâm mình, nó chỉnh cái tâm mình lại, nó chế ngự cái tâm mình, gọi là điều phục. Thí dụ như quý vị lái xe thường hay có cái tánh ỷ lại, gần bên khỏi cần phải cài dây an toàn, tức là seat belt. Tự nhiên mình học thuộc cái bài kệ seat belt. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà, biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Nhưng mình hay ỷ lại, mình thuộc được cái bài kệ đó thì sẽ nhắc mình, dù không đi đâu xa cũng đừng có ỷ lại, vì 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Rồi, mỗi khi đụng vô cái remote control để coi TV thì có bài kệ để nó điều phục mình liền. Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm, phải không? Tâm mình là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Chọn thế giới an lành cho tôi vui cuộc sống. Trong lòng quý vị có phải chứa hết tất cả những gì nhiều thứ không? Mà hãy bấm cái nào lên mà nó vui vẻ là vui vẻ liền. Thí dụ như mình gặp anh A, anh B vậy đó, nhắc tới tên người đó là bấm đúng tên người đó. Ôi cha, quá trời niềm vui nói. Chứ vừa bấm người, ê đừng nhắc nha. Không? Tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm. Vậy thì mình hãy chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một. Tôi mau, xe cũng mau. Đó là mình nhắc mình, thì những cái bài kệ đó nó giúp cho cái tâm mình điều chỉnh lại, cái tâm mình phóng túng. Mà cái phóng túng là sẽ gây lên tội, còn cái này là lỗi thôi. Cho nên luật là chế ngự cái tâm nhỏ nhỏ ban đầu để đừng vi phạm tới cái lớn. Nhiều khi trong cuộc sống nè, mình đi làm nè, mình gặp người này người kia,
nhiều khi dễ thương hơn ông xã, dễ thương hơn bà xã, dễ sanh những cái ác pháp. Cho nên những cái bài kệ, những cái đó nó giúp cho mình để làm gì? Chỉnh cái tâm mình, đừng có để cái tâm mình nó đi xa hơn. Ngay cả các thầy, các sư cô là đi vô tu là phải thuộc ít nhất là 60 bài kệ căn bản. Ít nhất phải 60 bài. Để mỗi mỗi công việc điều gì cũng đọc bài kệ đó lên. Mà thưa đại chúng, không có hành trì là không nhớ. Cho nên phải học thuộc. Ví dụ ha, Cái bài kệ nóng giận. Khi mà mình giận lên cái mặt mình nó xấu, thì tự nhiên mình nhớ lại cái bài kệ đó, thì nó làm cho mình không nói những lời thô. Lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Lên hay xuống cầu thang, bước chân thường nhẹ nhàng. Mình biết có người đang ngồi thiền trên chánh điện, và cũng có người đang chỉ tịnh ở dưới lầu. Cho nên sẵn đây Pháp Hòa cũng nhắc luôn, quý vị nào ra vô cái cửa trước buổi sáng đó, mở ra rồi lấy cái tay đỡ cánh cửa cho nó nhẹ nhẹ vô, vừa mở ra bước đi cái làm cái bụp, cái người thứ hai bùm, hồi sáng này ngồi thiền mới như trống nó đánh vậy, bùm bùm, Pháp Hòa phải đứng dậy ra tấn cái cửa lại, để mà đại chúng ở trong này người ta yên, người ta ngồi. Thật đó, nói có sách và mách có chứng. Cho nên chư thiên linh lắm đó. Em nói gì chư thiên thử liền cửa rồi. Bao nhiêu đó thôi thì mình thấy rằng mình mở cánh cửa mình chánh niệm. Mà quý vị cứ tưởng tượng mình sống với nhau mà mình chánh niệm như vậy đó, làm sao mình sẽ giảm thiểu cái mức độ làm khổ nhau nhiều lắm. Mình chánh niệm ở lời nói, ở hành động, ở cử, mình làm giảm thiểu được làm sự làm khổ nhau. Tiếng Mỹ gọi là suffer less. You lucky. Vậy hiểu giới với luật phải không? Giới là những cái mình cái vi phạm nó nặng, nó ngăn chừa những cái tội lỗi, cái ác. Luật là nó điều phục cái tâm, ngay nhỏ nhỏ lúc đầu. Cho nên tại sao ở trong luật á, ủa quý thầy nhiều giới quá vậy? Thật sự nói giới chứ đôi, nó giới năm bao nhiêu á, đa phần là luật không à. Chẳng hạn nè, không được đi đánh đằng xa nè, không được ngồi chùm hổm nè, phải không? À, không được le lưỡi liếm lá ăn chuối xào dừa. Thí dụ mình nói ví dụ vậy. Cho nên tại sao những cái đó nó ngăn chừa. Cho nên á, khi mình học giới mình thấy hay lắm. Tại sao Bồ Tát giới gọi là giới khinh? Khinh là nhẹ. Nhưng mà chính vì với giới nó nhẹ cho nên mình dễ gì? Dễ phạm. Phải không nè? Chính nó nhẹ mà chúng ta coi thường, mà chúng ta coi thường thì chúng ta dễ phạm. Mà chính những cái phạm lâu ngày đó thành ra gì? Cái lỗi lớn. Cũng giống như mình nói một câu nói rồi mình thấy không ai nói gì lại mình hết, là mình tưởng đâu là mình nói vậy là mình hay. Rồi cứ thế là suốt đời mình cứ câu nói đó mình nói. Mà mình đâu có biết rằng cái người sống chung với mình họ chịu đựng câu này 50 năm rồi. Họ là mình đâu có biết được chuyện đó đâu. Thành nữ nếu một ngày nào đó họ chịu không nổi. Và thưa đại chúng, đã từng nhiều cặp vợ chồng dẫn lên chùa nhờ em xử mấy cái vụ đó. Em xử không nổi. Tại vì mình khuyên không được. Tại vì cái người kia nói, thầy không có biết đâu. Con chịu đựng 20 năm rồi. Con cảnh cáo mấy lần rồi. Giờ tới giờ con phải vươn lên rồi. Thí dụ vậy. Cho nên là ở trong giới có những cái giới nó gọi là nó thuộc về oai nghi thôi. Cho Bồ Tát giới gọi là giới khinh. Khinh nghĩa là nhẹ, mà chính nó quá đơn giản rồi chúng ta xem thường.
Và chính xem thường là chúng ta lỗi cái điều này nó haram mỗi ngày. Ví dụ như lên tụng kinh mà thấy cái gối nó méo méo vậy, nó lấy cái chân đá đá vậy, Pháp Hòa thấy cái đó nó xấu dữ lắm. Mà thậm chí mà mình muốn nhặt một miếng rác cũng không có chổng mông mà nhặt nữa, ngồi xuống, phải ngồi xuống lượm miếng rác đó đứng lên, chứ không có thấy miếng rác mà mình khum xuống mình lượm. Tất cả những cái nhỏ nhỏ đó thôi, mà nếu mà quý vị nhìn vào một cái người tu nào mà có thực hiện được những oai nghi như vậy, nó đẹp dữ lắm. Và tự nhiên mình thấy mình phát tâm, mình phát tâm. Cho nên Đức Phật có 30 tướng tốt và 80 tướng hảo, đâu phải tự nhiên. 32 tướng tốt đó là nhân tu, là cái quả tu. Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng tốt này, Phật phải tu nhân gì mới được cái tướng hảo kia, chứ đâu phải bình thường. Cho nên nói Phật có 32 tướng, mình cũng sẽ được nếu mình thực tập những cái nhân đó. Quý vị muốn biết cái đó, nhân gì được tướng nào đó, nghe cái bài giảng nhân lành quả đẹp. Pháp Hòa có giải thích 32 tướng đó, Phật tu cái nhân gì. Nội cái chuyện mà từ cái tóc cho đến cái, xin lỗi, nước bọt của Phật, mình nước bọt mình đôi khi mình chịu qua không nổi. Nhưng mà cái tất cả cái đó đều do cái nhân tu và quả. Cho nên cái vi tế là tướng hảo, mà cái tướng đẹp là do cái giới luật hành trì. Quý vị ráng thuộc chừng 15-20 bài kệ là tốt. Chọn đi một số bài kệ mình thường làm, thí dụ đánh răng nè, ngày nào cũng đánh răng, nên thuộc bài kệ đánh răng. Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Viết cái bài kệ đó dán ngay cái kiến trong washroom, mỗi lần đánh răng nhìn nó đọc. Rồi viết thêm bài kệ nhìn gương. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại, đẹp nhất là tình thương và cái nhìn rộng rãi. Cho nên mình tập được cái nhìn rộng rãi và đẹp nhất và tình thương. Cho nên mình làm việc gì thường ngày mình thực tập. Quý vị biết mỗi lần qua đánh răng qua đọc ba bài kệ: bài chữ Hán, một bài dịch, một bài tiếng Việt. Cho nên không lúc nào đánh răng, sáng tối gì, cứ mỗi lần đánh răng là đọc ba bài kệ. Cho nên mình không có quên, mà mình có hành trì, mình mới thấy hạnh phúc. Rồi mình có hành trì, mình có thuộc lòng, mỗi khi cái khổ đau gì nó đến, tự nhiên mấy cái câu nó đi ra liền. Cho quý vị thuộc kinh nhiều tốt lắm. Hồi xưa cái phương pháp học thuộc lòng của quý tổ nhà mình là một phương pháp hay lắm đó. Quý vị mà quý vị tại sao các thầy mà thuộc Quy Sơn Cảnh Sách là vậy đó? Thuộc Quy Sơn Cảnh Sách là tại vì mỗi lời nói của tổ đều là những lời răn nhắc. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Thuộc mấy câu đó nó nuôi dưỡng mình nhiều lắm. Tại sao mới vừa được thọ giới thôi là đã dõng dạc vỗ ngực xưng ta đây là tỳ kheo rồi? Thì cũng giống như có nhiều người mới vừa thọ được cạo cái đầu đi tu thôi là bắt đầu nghĩ mình là ông trời vậy đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa mới vừa biết lái xe đó, Pháp Hòa ra đường và lái xe, Pháp Hòa nghĩ là Pháp Hòa ông vua trên đường đó. Không cần coi kiến, không cần bật đèn gì hết, sang lên giờ nào là sang, muốn lái kiểu nào lái, xém đụng mấy lần. Mỗi lần mà sang lên ẩu á, nó cố gắng nó chạy ngang mình, nó đưa cái ngón giữa ra, nó quay kiến xe xuống, nó đưa cái ngón giữa ra, mà lúc đó mình chưa biết ngón giữa là gì hết á. Lúc đó không biết ngón giữa là gì, còn cúi đầu thank you. Là tại vì cứ nghĩ là trời ơi mình lái như vậy, ẩu như vậy mà nó vẫn hello mình. Cho mình thuộc rồi thì mình sẽ khó khăn. Phật tử quy y cần tụng giới mỗi tháng một lần.
Con xin hỏi khi tụng giới là nhắc lại năm giới người Phật tử quy y rồi cần giữ và cần thêm nghi lễ nào nữa không thầy? Nghi lễ là phụ, mình muốn tụng sao đó tùy thời gian của mình. Cái chính là ôn tụng ba pháp quy y và năm giới. Ví dụ lỡ mình ở nhà không có cái địa phương, mình không có ai tụng giới mình theo đó, thì mỗi tháng quý vị dở cái cuốn sổ quy y đó. Đệ tử tên Nguyễn Thị Bông, pháp danh Diệu Lài hay là Diệu Hồng, Diệu Cúc gì đó ha. Con xin suốt đời quy y Phật, người đưa đường dẫn lối cho con trong cuộc đời. Con xin quy y Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Vậy đó. Con xin giữ năm giới. Rồi mình đọc hết mấy cái giới đó ra. Còn chuyện tụng Đại Bi, Bát Nhã, lễ Phật gì đó, tùy khả năng hoàn cảnh của mình. Cái chính là ôn tụng giới. Nghi là gì? Là hình thức, là nghi thức mà. Lễ là lòng cung kính. Lòng cung kính được thể hiện qua một hình thức nào đó, dài ngắn tùy mình, chứ không có bắt buộc. Phật chưa hề đặt ra một nghi lễ gì cho Phật cả. Ngày nay quý vị thấy vô tụng kinh nào là sướng ca ngợi Phật, rồi đánh lễ Phật, rồi làm mình rảnh quá mình ngồi mình chép rồi bắt đầu mình tự mình viết ra, rồi bắt đầu tự mình chấp vào đó. Mình thấy ai tụng mà thiếu cái này, không biết nghi lễ, tụng thiếu một lum mà. Cái người mà người ta biết nghi lễ đó, người ta linh động trong nghi lễ. Trời đất ơi, đại lễ Phật Đản Vu Lan mà 10 người lên phát biểu, mỗi người 10 phút. Đã dậy xong rồi cầm microphone tụng Đại Bi, Bát Nhã, sướng lễ, xuống ăn cơm 3 giờ chiều. Lần sau hỏi chùa đó tổ chức lễ nữa, thôi từ từ ha đi. Phải không? Mình phải linh động. Tại sao chùa có cái máy công? Tại sao cái máy công của ngôi chùa để làm gì? Cái máy công của ngôi chùa là để nhắc nhở chúng ta sống với cái tinh thần linh động, uyển chuyển, không có cứng nhắc. Đồng thời cái máy công đó cũng để nhắc nhở chúng ta rằng mình linh động nhưng mà bất biến, đủ sức lực, đủ kiên mạnh lướt tất cả mọi làn sóng. Nó như cái chiếc tàu vậy đó, nó lướt tất cả mọi sóng nhưng mà không hề cứng nhắc. Cho nên đạo Phật không phải là một cái khung, không phải là 2 cộng 2 bằng 4, mà là chúng ta biết quyển chuyện, cũng chính con số đó mà chúng ta sắp xếp. Hiểu được như vậy tu không có cực. Tu không cực khổ, tu nhẹ nhàng, tu hạnh phúc. Mà người ta thấy mình tu như vậy người ta phát ham, còn mình tu làm sao người ta thấy phát ớn. Vậy thì mình muốn người ta thấy mình phát ham hay thấy phát ớn? Cho nên quý vị nhớ là mình hay dùng cái từ là Phật là xả phú cầu bần, mình hay nói vậy đó. Nhưng mà nếu nói cho đúng là Phật không có xả phú cầu bần, Phật xả phú cầu đạo. Tự nhiên bỏ cái giàu đi tìm nghèo, rồi không lẽ Phật dạy cho mình tu thành cái bang hết hả? Xả phú cầu giải thoát, xả cái sự giàu có để đi tìm con đường đạo. Ngày nay nhờ Đức Phật xả phú cầu đạo, mình mới có con đường mình đi nè. Còn nếu mà Phật xả phú cầu bần là từ người giàu học cách làm người nghèo, rồi đây là đạo gì? Cái bang. Phải không? Cho nên Phật đã từng hành thân ép sát, không thành công. Vậy cho nên ngay cái bài pháp đầu tiên này, các thầy tỳ kheo phải tránh hai cực đoan: quá sung sướng hay là quá cực khổ. Tại vì nó không phải là cái con đường mà Đức Phật đã phát hiện ra được. Con đường của Phật phát hiện là con đường trung đạo. Đói thì mình ăn cơm, ăn no, đủ vừa no để mình tu. Mình không có đòi hỏi, nhưng mà mình phải biết dưỡng thân. Biết thân là giả nhưng phải giữ nó, tại vì mượn cái giả này để đạt được cái mục tiêu cao thượng của mình. Một chú tiểu đang tưới cây, một người đi tới hỏi chú tiểu: chú tiểu,
ba cái này giả mà tưới làm gì? Ông nói bác Nhã đó. Chú Tiểu nói dạ, tại nó giả con mới tưới. Hiểu được câu nói không? Đấy, cái thân này mình không ăn là mình chết, không uống là mình chết. Nhưng mình ăn uống mình đâu phải để làm gì đâu. Điều này Pháp Hòa hay dạy mấy thầy lắm. Người ta cũng ăn, cũng làm y như vậy đó. Nhưng mà cái ăn của người ta chỉ lợi ích cho nhiêu vậy thôi. Còn người tu mình cũng ăn vậy. Nhưng mà nếu con biết ăn và con biết sống, con biết học, con biết tu, một việc làm của con làm lợi rất lớn. Đó, giờ cũng bưng tô cơm ăn, mà ăn xong đi chơi, đi cà nhỏng, đi làm hại người này kia. Còn mình ăn xong rồi vác lưng đi phụng sự, cũng là cái ăn đó, cũng hai chén cơm đó. Mà một chén cơm vô một con người có tư duy, có quán chiếu, có tu tập, có nhiêu ích hạnh, thì giữ cái nó khác. Vừa rồi trong khóa tu, mấy em có đặt một câu hỏi với Pháp Hòa về giới tính. Thì Pháp Hòa mới nói, cái đó không phải là vấn đề. Giới tính không phải là big deal, mà mình sống như thế nào mới quan trọng. It's not about your gender, it's about how you live. Phải không? Đấy, người lùn, người cao, người thấp, người mập, người xấu, người ốm, người đẹp gì không cần biết. Cách sống mới quan trọng. Cho nên biết gì cũng không sao hết, mà cần có biết điều. Anh biết cái gì cũng biết, mà biết điều không biết là coi như không xong. Phải không? Cho nên một các vị cổ đức mới dạy không? Sống cũng chết, dạy cũng chết, biết là sống. Thật ra biết cũng chết luôn. Nhưng mà biết sống thì mình chết như thế nào đó, mình rõ đường mình đi. Đại chúng cứ tư duy như vậy, tu tập như vậy. Mình khoan nói chuyện làm thánh thần gì đã, cứ đơn giản vậy đi. Mình tu sao mà mình có hạnh phúc, người thân xung quanh mình có hạnh phúc là mình đạt được cái nền tảng căn bản rồi đó. Rồi từ đó nó phát triển. Cái foundation mà nó đã vững chắc rồi thì bao nhiêu tòa nhà khác cũng không có sao cả. Thôi câu hỏi cuối cùng ha. Còn mấy câu hỏi khác Pháp Hòa sẽ hẹn lại. Thưa Thầy, cho con hỏi, khi gia đình có người mất lúc tẩn liệm, mình có đắp cái khăn in chữ Hán màu vàng hay đỏ không Thầy? Khăn đó có ý nghĩa gì? Và nếu không thì mình mặc đồ thường cũng được phải không Thầy? Quý vị biết cái miếng đó không? Mình hay kêu là cái mền quang minh đó. Hồi nhỏ có một em nó vô chùa, nó hỏi Pháp Hòa chứ cái đó là cái gì vậy? Pháp Hòa nói cái mền đắp mùa hè. Nó lợi, nó khiều má, nó nói má ơi cái mền của con ở nhà nó nóng lắm, má mua ở đây cho con đắp. Thưa đại chúng, là cái đó là mình theo cái hình thức của mật tông, các vị mới dùng cái tấm vải đó in cái bài chú chính ở trên đó, là bài Tỳ Lô Quán Đảnh. Cái bài đó gọi là, nó có cái tên là cái bài chú Quang Minh Chân Ngôn. Thì cái ý nghĩa là khi mình đắp cái đó lên đó, thì nó trợ giúp cho người mất định tâm, đỉnh sáng để mình nương theo cái lực tu tập, nương cái lực để mà vãng sinh. Theo cái tín ngưỡng của mật giáo. Trên đó căn bản là in ba bài, chính là bài Tỳ Lô Quán Đảnh, kế đến là bài chú vãng sanh, bài Thánh Vô Lượng Thọ Quang Quyết Định Chân Ngôn Đà La Ni. Mà thường ngày xưa mình ta thực hiện cái mền đó là công phu lắm. Cái vị, chính cái người vẽ cái đó đó phải là người hành trì. Trong khi người ta viết chữ đó, người ta hành trì, rồi người ta viết lên để có cái năng lực của họ vô đó. Ngày nay thì người ta in sẵn, người ta bán đại trà ở ngoài chợ á. Cho nên thường thường các thầy thỉnh về đó, muốn giúp cho một cái gia đình nào đó, thì các thầy hay dùng cái mền đó trước khi mình đắp cho người ta, mình trì cái chú Tỳ Lô Quán Đảnh vô đó. Thật ra mình không đắp có sao không? Cũng đâu có sao đúng không? Nhưng mà thông thường thế gian người mất, mình có một tấm vải, mình một cái mền hay cái gì mình phủ lên người để nhìn cho nó, cái tướng nó đừng có thô. Thì thôi vì thay vì bây giờ mình đắp cái mền không, rồi mình mua cái tấm đó, nó có chữ kinh rồi đắp lên để mình yên tâm là người thân của mình được cái sự support vậy đó.
Cũng giống như là đốt giấy tiền vàng bạc là chắc chắn không hưởng gì hết, nhưng mà kệ, đốt ít một chút thì yên tâm. Mình lấy tiền thiệt của họ hết rồi, mình mua vài sách tiền giả, mình đốt cho vui, đốt cho họ yên tâm. Chứ má để nguyên cái gia tài cho con. Quý vị nhớ câu chuyện đó, ông chồng đưa hết tiền cho bà vợ, dặn bà vợ khi nào anh chết nhớ chôn hết tiền mặt này cho anh. Cuối cùng chết rồi, bà vợ ký cho cái check. Em nghĩ kỹ rồi, đưa anh tiền mặt đi nguy hiểm, thôi để em ký cái check cho bảo đảm. Thôi cái đó thì tùy mình thôi, nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ đơn giản, mình cứ nghĩ đơn giản đi. Thay vì mình kiếm tấm mền gì mình đắp cho người thân, thì thôi mình có một cái tấm gì đó, kinh chú rồi đó, nhưng mình đưa quý thầy, rồi quý thầy trì chú vô đó. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng đám tang, thầy viện chủ á, thầy mới, thầy hay trì cái chú đó. Cái bữa đó thầy mới nói, con lát nữa mình đi tụng đám tang á, mình sẽ trì cái chú này nghe không. Thầy mới viết cái bài chú đó ra, thầy đưa cho Hòa. Pháp Hòa ngồi ngay cửa chờ gia chủ tới đón, thuộc bài chú đó luôn. Trong khi chờ đợi xe tới mà rước mình là thuộc cái bài chú đó. Án à mộ già dĩ lô tả nẵng ma hả mậu, thuộc tới đó cái không nhớ gì nữa. Nhớ rồi, nại ra mỏ nỉ. Bác nạp ma nhập phả lã, bác ra mặt đa giả hồng. Ngồi chờ ở ngay cái xe cưa trước cửa, chờ gia chủ tới đón mà thuộc bài chú Tỳ Lô Quán Đảnh. Rồi sau này Pháp Hòa cũng theo cái đó hành trì trong cát, để người ta có những cái nhu cầu mình giúp cho người ta. Tức là thật ra là thứ nhất, mình có một biểu tượng nào đó với cái năng lực hàng ngày hành trì của mình, để làm cho người Phật tử đó, người ta có cái phần an tâm, trợ duyên cho họ trên cái sự tu tập. Chứ không phải là mình thánh thần gì làm mấy chuyện đó, hay bùa phép gì hết. Nhưng mà tất cả đều sự gia tâm của mình. Chữ chú nguyện là gì? Mình đem hết tâm lực của mình vào đó, mình gửi cho người ta một cái nguồn năng lượng bình an là chú nguyện. Quý vị đừng có tưởng đưa chuỗi cho Pháp Hòa rồi Hòa tụng dĩ trọng nghe. Em nói đơn giản lắm á. Nguyện Phật gia hộ cho vị Phật tử này mang sâu chuỗi này tâm bồ đề tăng trưởng, khổ nạn tiêu trừ, tính tâm với tam bảo. Đó, em chú vậy đó. Tượng Phật đưa cho em cũng chú vậy đó. Hôm nay Phật tử này đủ duyên thỉnh Đức Quan Âm về tôn thờ, con xin nguyện năng lượng từ bi của Ngài bảo hộ cho quý Phật tử gia chủ đây được nhiều sức khỏe bình an, tâm bồ đề tăng trưởng, tính tâm kiên cố với tam bảo. Đó, chú vậy thôi. Có bùa ngải gì đâu. Cho nên em không có linh gì hết. Nếu có là chỉ linh tinh thôi. Thôi chúc đại chúng ngủ ngon. Quý vị không cần phải làm thầy mới chú nguyện được đó. Đi vô thăm bệnh người thân mình, bạn bè mình, nắm tay vị đó, gửi tất cả niệm lành tới vị đó. Hồi nãy có một cô vô hỏi Pháp Hòa chứ thầy mình khấn sao cho linh. Pháp Hòa nói, cô nói con nghe thầy tụng có bài bản quá. Nói nếu mà cô học cái đó là của Pháp Hòa chứ không phải của cô. Nguyện là gì? Từ lòng mình. Người thân mình bệnh gì, nạn gì, mình tha thiết, mình gửi cho người đó cái năng lượng của mình. Chứ không có cần phải bài bản gì đâu. Tất cả những cái gì từ trong, tại vì sao? Tại cái đó mới từ cái lòng của mình. Mà khi mình nghĩ tới người đó là cái hình ảnh người đó với mình nó có cái sự gì? Nó cái sự giao thoa và năng lượng của mình gửi cho người đó. Vậy thôi. Cho nên đơn giản lắm. Mà không có gì mê tín cả. Tất cả đều là năng lượng của bình an. Cũng giống như người ta nấu ăn cho mình thì người ta đem hết rồi, tôi ráng tôi nấu này lát ngon cho đại chúng ăn. Đó là cũng một cái lời niệm lành vậy. Phải không? Đó, mình nói một lát nữa mình đi thăm bệnh đó, mình ghé vô mình mua cho bác đó bó hoa đi, mình viết cho bác đó vài chữ là một niệm lành đó. Là một niệm lành đó. Cho nên là mình đơn giản lắm. Niệm lành tức là khi mình khởi bất cứ cái gì cho ai bằng tâm thánh thiện của mình. Mình biết được cái người đó bệnh, lát nữa con xuống con nhờ ban nhà bếp nấu cho bác tô cháo nha. Mình không có niệm lành mình đâu nghĩ được câu đó. Thôi kệ bác đi, con không dám rớ tới bác đâu, bác không con mang quà lắm. Thấy không? Cũng là một niệm vậy.
Nhưng mà thành thử ra niệm là gì? Là mình cái khởi ý của mình. Nhưng mà nếu mình khởi ý gửi cho cái người đó sự bình an của mình là niệm lành của mình. Cho nên hằng mình nhớ Phật, tưởng Phật, niệm Phật đó, mà mình hành Phật đó, mình khóc như vậy. Mình làm được như vậy nó cũng giống như mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vậy đó. Niệm Pháp tức là cái tâm lành, niệm Phật là sự an tịnh, niệm Tăng là sự sống biết chan hòa với nhau. Cho nên là Phật Pháp Tăng đâu có rời mình đâu. Quan trọng là mỗi ngày mình đã khởi tâm gì đối với chúng sanh, với mọi người xung quanh mình. Có một câu hỏi là tại sao mình không thể lãnh nghiệp giùm người khác nhưng mình có thể hồi hướng công đức của mình cho người đó. Thường thường ở trong cuộc sống, mình làm việc gì tốt trong Phật Pháp mình hay nó hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình. Bây giờ mình nói đơn giản trong cuộc sống, thường thường người ta nói mình nói mình gặp người ta mình chia buồn. Nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui, mình nói xin chia vui. Vui ai dám cho, ai cho. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra, mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người. Nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít và có những người không ăn được. Vì những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta chan rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mọi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người người ta nói một cái điều hay, cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay. Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng hay là nghiệp ở trong cuộc sống đó, đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành, có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết chan rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thành thử ra mình lâu xưa giờ mình nói con câu cứ ai thấy khổ khổ nó tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp. Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chợ đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy? Trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt
mình làm điều không đúng thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước, cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng. Nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh. Còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin Thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàn. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót, không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đến khi thiện căn họ thành thục, bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàn á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự hôm trước mình có học đó. Tức là 7 cái điều thiện của một người bạn, 7 cái điều mà 7 điều kiện để được nhận định là một người bạn tốt. Thì cái câu này là một trong 7 cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàn là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau. Nang tác như là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi năng giữ, tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi năng nhẫn, tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là 7 cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là 7 việc, 7 vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàn, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu, ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay, họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàng. Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu điều đó, là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi và người này có khả năng phục thiện, và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa, cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương, mà mình phải cố gắng bao che để làm gì, để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình, nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thật sự này, là một thiện hữu là một người bạn lành, mà người là bạn lành này có đủ 2 phần từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức, chứ không phải những người bạn bình thường trà dư tửu hậu, mà những người bạn này là họ luôn luôn họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì, để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người mình là người bạn với họ đó,
thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia. Tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia. Người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thành thử ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thành thử thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường. Bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nan giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ, năng nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi. Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ, mới được đi vào trong kinh sách chứ. Còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai và chư tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh, thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Hay không? Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công, mình ứng xử làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chờ ở đây cái câu thứ hai, có nơi khác thì nó là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì? Mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi thì mình đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tu tập chuyển hóa hết. Thí dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, 6 vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong tăng già đó, trong tăng chúng đó. Mấy 6 vị đó cũng được tiếp nhận, và thậm chí với cái nhìn của Đại Thừa thì 6 vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới. Thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàn là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàn là ẩn.
mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ ba, bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền. Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi, chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á, thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn. Chính phủ không có hối lộ cái tiền đó. Chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó. Mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi. Mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh. Bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm. Tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết. Và chính phủ phải tốn, bỏ tiền ra rất nhiều. Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn Covid-19. Thì mỗi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng á, thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng. Nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Và ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế làm chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, để lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết. Mà hơn nữa không cần thiết. Thành ra thay vì mình cứ đóng uống vô đó, thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống. Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại, thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả?
Nếu là không có một Đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất, thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè, nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè. Thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Thì nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả, thì ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên? Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng. Nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng em mình tên mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường thật sự có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật sự tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình nó. Thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả đó thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi, mình cũng sẽ trả đủ à. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức, mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó. Là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí. Tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó. Mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa, thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á, họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi, dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn, năm sau nó phát hiện rồi, nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao, Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của thầy trên YouTube, con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa thầy, con rất tin vào nhân quả, tuy nhiên có thắc mắc xin thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, xin hỏi thầy ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết, đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi. Mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thì ở đây có cái câu hỏi kế nè. Khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta
Tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham, sân và si hơn. Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa, rồi cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi, nhưng mà ở đây như thế này. Thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã. Ai cũng có cái bảo thủ. Ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình. Tôi làm như vậy là đúng đó. Thật sự bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa, mình cứ nói những cái chuyện rất gần, là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình những người ta tán trợ cho cái việc mình làm là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5 mình gieo, rồi tháng 6 mình gieo, vậy khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ người ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai người ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát, thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta xảy ra đến với họ nghĩa là biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân, giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó. Một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con? Anh ảnh lái máy bay rồi ảnh lũi vô trong chiếc. Ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Thì nếu mình quán về, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á, thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Và mình Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á,
mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng. Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó. Thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy, mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thầy kinh Tư Lượng là vậy đó. Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống, ứng xử, cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì. Con người mình sống nó có hai phần á, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi. Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó. Và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai. Mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi. Mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè, thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tức kịch là rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình đó, thì đôi khi nó muộn. Ví dụ giờ mình nói đợi tôi già, mình thấy đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng của phone cô nói, thầy nhớ bác đó không? Trời ơi, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phá Hoài nói, trời mau vậy hả? Cách hôm bữa mới bắt đầu cái dịch nè, là Phá Hoài lên, đi lên lên thăm bác á, đi ngang đó, bác còn nắm tay. Bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá, không đi chùa được. Mọi lần đi hoài, hỏi tuổi, hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ, ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra, chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến với mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi. Mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó. Thấy xe trước bị cảnh sát mà bật đèn mà rước theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi.
Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi, mà máy bay nó im rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịch ra, bắt đầu ngồi đi tới đi lui, mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích, nó rung rinh, nó lạng tới lạng lui, bắt đầu chạy chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống, rồi lấy dây nịch đồ nít lại, và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát, thật sự ra thì không ai giám sát, mà còn nếu mà có, thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận. Mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao, nó chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Ví dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi, phải mà làm được. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Thật ra chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không? Mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền. Bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hay là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra có rất nhiều những vấn đề, có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận à, thôi riết ta không dám nói nữa. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai, nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận, và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác, mà không niệm A Di Đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ, bây giờ mình sống tốt đi. Rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật qua bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha. Không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ nè, đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm thứ nhất là không sát sanh, thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa, thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn. Thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. Mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạt.
Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất đem giấu đã đời, tới hồi nó móc nó hư lên bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt lại ngồi ăn từ chút vậy. Có. Thật ra đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có, bố thí mà bố thí trọn vẹn không tiếc nuối thì có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi thiệt, có nhiều khi á nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình, không phải là của mình mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy thử trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói thôi của bá gia bá tánh ta mang đến đây mình cứ cúng dường cho đại chúng hết, người ta cúng cái khác, mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo, mình tạo cái phước nào có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa. Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người à, do mình không sát sinh. Nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá, mà ăn những món độc địa nữa chứ. Thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc suối người ta làm, thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, rồi cái quả thì nó tùy theo cái duyên ha. Có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau. Thì mình cũng sống đầy đầy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta làm sao? Dòm ngó người ta đốc suối, cũng có cái lỗi. Cho nên á, cái nghiệp thị phi đó, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai, nói này nói kia, đó là cái thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác. Chuyện không đáng cũng nói. Còn chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa, thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây, nói là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu 5 giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương, thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Thì mình giữ được 5 giới, nhưng mà ở những cái phần chính thôi, thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó. Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của. Có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí. Bủng xỉn của không được mà phung phí của không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói
Hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành, mà kẹt cái vợ con. Trời ơi, sao bả bủng xỉn quá. Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi, bả cũng xăm soi, bả nói mà con thấy chuyện nó không có đáng, mà bả cũng nói. Hòa thượng bữa nào bả lên, hòa thượng khai thị giùm bả, khai thị cho bả. Cái bữa nọ và bả lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy. Cung tay vậy hoài. Cái bả nói, hòa thượng bữa nay có tật ha. Tay kỳ tật. Cái hòa thượng bữa nay, bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tử cái tay hòa thượng tự nhiên, hòa thượng cung vậy chi vậy? Ông nói, à, tôi cung như vậy phải không? Mà cũng kỳ phải không? Mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ biết không? Thì cái tay của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào mình làm gì mình làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xỉn cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tay mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó. Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị, cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết đó. Mà mình biết tùy. Có những khi không có cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn. Nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn. Tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thế trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời, mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau. Biết nói vậy, nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mình nói là đời sau là gì biết không? Ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Cho hòa thượng khai thị vậy đó. Cái bàn tay của mình á, khi nào cần co co, khi nào cần duỗi duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy. Mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Người mà phung phí cái tự nhiên người ta cũng không có, người ta không có thấy quý mình, ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏng sẻn quá cũng không được. Mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó chuyện đáng khó thì người ta nể. Mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. Thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu: mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp, một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính. Tức là người ta nghe mà người ta không phục. Thí dụ như biểu làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, mình ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá, mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm. Nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền.
bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm, nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà vãng sanh ngay trong đời này, tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Phong và ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, thì có nhiều khi 1 chục là bao nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục bao nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi. Cái bà đó bắt tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy. Phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số. Và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu. Nói một cái thôi. Để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều. Vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này. Nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là, chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi, để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêu ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy. Nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật, Bồ Tát và cúng dường. Những người làm như vậy đó,
Và so với một những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta thấy trời ơi con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó, Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con, cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Tao có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm Dược Sư, con khổ cái tay con cái, con khổ con niệm Quan Âm, cho nên rồi á một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu sâu, hai người cùng ngồi làm gì? Niệm Phật. Công đức giống nhau không? Tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Bảo Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi. Để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra. Hít vào còn sống, thở ra mỉm cười. Hít vào thân an, thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau. Đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng có ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú Chuẩn Đề, cứ lấy cái bài chú Chuẩn Đề đó tụng trọn đời, cũng giống như một người trì Đại Bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe, được không? Nó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không, để cho mình ướt át, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn về mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn để đánh bài, đâu hết buồn đâu. Sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền, rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Ở chùa mình có một cô giờ cô mất.
Cổ hay nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cổ buồn quá, cổ muốn hút thuốc, hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền đó. Tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thế ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa, thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy. Cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết. Không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống. Chứ người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên nó thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa không sao hết. Thất tình nó đi tu, chứ còn thất tình rồi nó lang bang, nó tìm tình khác mùng 3, mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nó ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà. Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao? Ô con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô con voi như là cái lá chuối, như cây quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó. Vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi. Đây nhóm người mù đó thôi mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trước, mạng trước. Cho nên đời nói chung là kiếp trước. Trong kiếp trước nó có những cái trước chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được.
Câu hỏi cuối cùng. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con có nên, vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai hết trơn, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta hết trơn. Thí dụ như anh đến Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm, không được, kêu tên tôi, tội, không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hắc Ra Hắc Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe người, cái người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy, nói đừng gọi ông Phật vậy, tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật sự mấy cái này mình không cần phải nghe, mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á, là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu, và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong, khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà, nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là mình gọi ta ngợi tán thán, thì công đức nó sanh trưởng. Chứ tại sao gọi là phiền phức? Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình, thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được? Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không? Cái bài tụng đó. Chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, những cái thuyết lệch lạc, và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra, thì bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì?
Bây giờ bỏ trì chú Đại Bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có một bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc không, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái, Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy, vậy thôi. Thì mình gặp khổ nạn nào, mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình, mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng một đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì? Thích đa dạng. Cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh, thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó. Chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu, đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch Covid này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh, bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái, sao mà biến sái tam thiên được? Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh, biến sái tam thiên, một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện quyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm, hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, Covid nè, nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà
họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại, có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biến hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biến hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành nữa mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì Tán Dương Chi đó, Dương Chi Tịnh Thủy Biến Sái Tam Thiên, Tánh Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên, Pháp Giới Quảng Tăng Duyên, Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật Pháp, chỉ thu gọn đây cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là Pháp Giới Sáng Rộng Thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật Pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy, người ta cũng làm cho Pháp Giới Sáng Rộng Thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát. Cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng, là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Thôi hết giờ rồi, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng đã gửi câu hỏi và chịu khó ngồi lại để chúng ta cùng chia sẻ những Phật Pháp với nhau. Thì trong quá trình chia sẻ những câu hỏi, có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ cho. Nếu cái nào mà quý vị chưa có hài lòng thì xin cầu thỉnh ở các bậc tôn đức khác nữa để làm cho cái hiểu của mình được thêm nữa. Cảm ơn đại chúng, để chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin đại chúng xả chân, chúc đại chúng ngủ ngon. Các vị nào đang ở chỗ ban ngày thì có được một ngày an lạc. Và hẹn gặp lại quý vị ngày mai 10 giờ sáng giờ Edmonton.